bí mật đó của dì không? Đến là chưa khỏi đằng sau mộ mà cứ gù lì hoài luôn á. Anh nghĩ là họ nói gì? Nói chuyện riêng tư á. Ừ. Mình cứ quan sát coi có hành động lại thì mình can thiệp. Còn người ta chỉ đứng đó người ta coi cái không biết mấy chị có cần vô không ta? Không được. Cái nắng quá chừng. Hơi nắng. Vô sách ra. Vô mộ cúng mà cứ đeo cái trang lên nó cũng đen không nè, không biết mặt luôn. Hai chị là từ ở Thủ Đức đến cúng chú ha. Miếng mít ngon ghê luôn. Chị Tiên đem vô không vậy? Trước này ngồi nhìn cũng được mà. Không nữa mà. Không biết màu nó mình luôn. Không biết màu nó mình. Hai chị bây giờ chuẩn bị ra bài. Quan sát nữa kìa. Cái mít cúng cùi. Cuối cùng. Hứa là cho chú nữa mà. Hết rồi hả chị? Hết rồi đó em, cái bữa sau nữa mới có. Ý là nó bữa sau là gì, mùa sau á hả? À, không có khi lắm, tại vì mít này chị cũng không biết, còn mít ta mình thì biết. Mít Thái chị không có biết, mít ta đợt này hơn hết trơn. Bây giờ quay vô này là cái chú rồi gì vô nữa hả? Không biết kiếm hoa kiếm gì nữa kìa. Rồi con ra nữa không, nãy giờ con nói nè, con nói giúp ta. Nắng riết mà cái cây này đủ luôn rồi kìa. Ông Giang. Bữa giờ đi đâu? Bữa giờ đi đâu? Hình như đi qua bển ngồi. Ôi, khán giả về biến hả? Hay là hai bé học sinh nãy ta? Nãy nghe nói đi ra ngoài mua gì đó, chắc mua bông vô cúng chú hả? Wow. Lên tự với Thủ Đức lên của chú anh chị nhé. Sinh viên ha. Lên lấy tài liệu từ bộ chú Vũ Linh về cuộc đời của ông Hoàng Hồ Quảng. Đó, cô chú anh chị.
Hồi em trong cái nhóm sinh viên này. Anh Ngọc kêu đem lên cho chú này con. Làm anh không bữa nay được làm chú luôn ha. Có nhóm sinh viên à. Học chung một lớp. Em đi ra, em đút lỗ mũi đây. Một hành long. Bữa nay là em mua thanh long với lại hoa rồi nhang cúng chú ha. Trái cây hoa cúng chú hả? Wow, quá tuyệt vời ha. Vậy là mong là mấy em sẽ có một cái chuyến đi thành công. Quá trời nắng ha. Bình thường mình có ra nắng gì không? Cũng ra nắng gì ha. Mà em nào cũng có cái nón hết, đâu có sợ nắng đâu. Đúng là nón xanh, nón trắng, rồi nón xám. Nón đen. À có nón đen nữa. Nón vàng này bắt lỗi quá. Mình không có nón luôn. Không có nón đâu. À em trai không có nón luôn ha. Nón này bắt lỗi. Ở đây là mấy đứa có người yêu hết chưa? Cái đó chị riêng tư. Tuổi này là tuổi đang học. Tuổi đang học đúng không? Tuổi đang yêu á. Đây cũng ít tuổi đang yêu mà, tuổi đẹp mà. Mình đón là đón cái gì? Bây giờ đón cái gì? Chú đuổi đi ha. Dạ. Đây anh giờ cái cây dù. Nè em vô đây nè. Anh làm cái dù này tiện không? Có tiện gì đâu. Nè nè cái chú này, cái chú này là chụp hình bá đạo lắm. Ông cái chân ta dài 1 mét, ông chụp tới 1 mét 2 nè. Nhiếp ảnh gia. Biệt danh là anh Ngọc Nhan. Ai mà dài đoàn thành luôn tiệt á. Còn mấy người mà dài chú chụp kiếm một cô luôn tiệt luôn á. Anh Ngọc. Bà bữa nay là mấy đứa này đi theo Google Maps đúng không? Hay 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 không? Tại vì anh cũng hay đi Google Maps mà. Ủa xài Google Maps hả? Đi bằng không mấy đứa thấp nhang à, không cần cởi áo, mình chỉ cần lột nón xuống là được rồi. Nên nắng quá. Nếu mà nắng quá thì xin chú phải cần lột luôn cũng được nữa. Chú dễ lắm. Rồi, chị ra ha. Đang chụp, giờ phải chụp hình. Ba cây đi. Một cây cũng được, ba cây cũng được. Mấy đứa có cần quỳ lại không để anh lấy cho cái tấm niệm lót? Cần không? Dạ vậy thôi ha, thắp hương cho chú là được rồi ha. Rồi mấy đứa còn dư nhang thì mình có thể hấp nhang cho những cái nghệ sĩ xung quanh ha. Bây giờ là mấy em là đi qua hấp những cái ngôi mộ xung quanh chú Vũ Linh. Những cô chú ở đây. Đại học của mình là học mấy năm ra trường mấy đứa? Dạ 4 năm ạ. 4 năm. Vậy là còn 2 năm nữa ha. Năm nay là năm 2. Học tới MV nó học đi.
Và tới đây thì cái video của Hiền Tiên xin kết thúc. Cô chú anh chị, chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành nha.